Nhà nước công an trị ở Việt Nam có lợi cho ai? Kinh nghiệm từ các nước phát triển cho thấy giáo dục là nền tảng và là yếu tố quan trọng để mà phát triển một quốc gia. Sự thành công của nhiều nước trên thế giới cũng cho thấy nếu coi trọng và đầu tư thích đáng cho giáo dục sẽ mang lại kết quả lớn và là sự đầu tư khôn ngoan nhất. Trên trang web của Đài Tiếng Nói Việt Nam vào ngày 1 tháng 11 đưa tin, đại biểu Quốc hội đề xuất lương giáo viên cao nhất trong thang bảng lương. Theo đó, thảo luận tại Quốc hội sáng ngày 1 tháng 11, đại biểu Quốc hội Hà Ánh Phượng tại Phú Thọ đã đề xuất quy định lương giáo viên cao nhất trong thang bảng lương hành chính sự nghiệp và có thêm phụ cấp theo tính chất công việc vùng miền. Đại biểu Quốc hội đề xuất lương giáo viên ở mức cao trong thang bậc lương hành chính. Với lý do, theo bà Hà Ánh Phượng, 10 năm qua lương và thu nhập nhà giáo vẫn thấp, thậm chí có người không đủ trang trải cuộc sống gia đình. Nhiều giáo viên phải nghỉ việc, chuyển việc, làm thêm việc khác nên chưa tròn vai và tâm huyết với nghề. Một câu hỏi đặt ra là vì sao Đảng Cộng sản Việt Nam luôn khẳng định Việt Nam luôn kiên định đi theo con đường xã hội chủ nghĩa? Mà một trong những sự ưu việt đặc trưng của chủ nghĩa xã hội chính là việc đảm bảo miễn phí về giáo dục cũng như y tế. Như Cuba hay Bắc Triều Tiên, cho đến nay, dù là những quốc gia nghèo đói, song họ vẫn tiếp tục duy trì miễn phí y tế và giáo dục. Ngược lại, dưới lãnh đạo Việt Nam hoàn toàn không quan tâm đến lĩnh vực y tế và giáo dục, mà lại quá mức ưu ái cho ngành công an. Theo số liệu dự toán chi ngân sách của Bộ Tài chính, trong 3 năm liên tiếp gần đây, chi cho Bộ Công an luôn cao thứ hai, chỉ sau Bộ Quốc phòng, và gấp hơn chục lần so với Bộ Giáo dục cũng như Bộ Y tế. Dự toán chi ngân sách của Bộ Tài chính qua các năm 2021, 2022 và 2023. Ví dụ cụ thể, vào năm 2022, Bộ Công an được phân bổ số tiền là 95,5 ngàn tỷ đồng và được tăng lên gần 100 ngàn tỷ đồng trong năm 2023. Trong khi năm 2022, số tiền chi cho giáo dục chỉ là 6,5 ngàn tỷ đồng và 6,5 ngàn tỷ đồng cho năm 2023. Điều đó cho thấy ngân sách chi cho ngành công an gấp khoảng 13 lần ngân sách chi cho giáo dục và ngân sách chi cho ngành y tế cũng ở tình trạng tương tự. Theo giới chuyên gia, điều đó có thể hiện chính sách bất hợp lý của chính quyền Việt Nam vì đã có sự ưu tiên quá mức với lực lượng thanh kiếm và lá chắn. Đó là điều phổ biến ở các quốc gia độc tài như Trung Quốc, Việt Nam. Chính quyền phụ thuộc vào công an và quân đội để mà đảm bảo sự độc tôn quyền lực của Đảng. Do đó, nhà nước buộc phải chi rất nhiều tiền cho bộ máy công an và quân đội, bởi sự tồn vong của chế độ hoàn toàn phụ thuộc vào sức mạnh đàn áp của hai lực lượng này đối với nhân dân. Qua báo cáo chi tiêu ngân sách cũng như đãi ngộ đối với công an và quân đội trong những năm gần đây đã cho thấy mối quan tâm lớn nhất hiện nay của Đảng Cộng sản Việt Nam và chính quyền là giữ vững cho bằng được an ninh chính trị, hay nói một cách khác là giữ cho được vị trí độc tôn lãnh đạo, quản lý nhà nước và xã hội của họ. Đại biểu Hà Ánh Phượng phát biểu tại phiên thảo luận tại nghị trường: nguy hiểm hơn, với chính sách ưu tiên quá lớn cho ngành công an đã khiến cho lực lượng này trở thành một loại kiêu binh, thao túng đời sống chính trị và xã hội tại Việt Nam để tạo ra một nhà nước cảnh sát, duy trì chế độ công an trị, thì điều đó cũng làm xấu đi hình ảnh Việt Nam trong con mắt quốc tế bấy lâu nay. Việc đầu tư cho giáo dục sẽ mang lại lợi ích lâu dài về mọi mặt, trên mọi lĩnh vực. Đó là cách duy nhất giúp cho thế hệ trẻ Việt Nam trong tương lai có đầy đủ đạo đức, kiến thức cũng như kỹ năng sống để mà góp phần vào việc xây dựng đất nước. Câu nói vì lợi ích 10 năm trồng cây, vì lợi ích 100 năm trồng người đã khẳng định điều đó. Rõ ràng, mối quan tâm lớn nhất của Đảng Cộng sản Việt Nam hiện nay là giữ vững an ninh chính trị để duy trì vị trí độc tôn lãnh đạo, mà họ hoàn toàn không hề xuất phát từ việc lợi ích của nhà nước và lợi ích của dân. Nếu thực sự là một nhà nước của dân, do dân, vì dân, thì không được phép làm như thế. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Thời báo.de với bản tin Nhà nước công an trị ở Việt Nam có lợi cho ai? Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo.de
để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa Thời báo chấm đề. Nuốt tiền hỗ trợ cháy chung cư không trôi, lãnh đạo Mặt trận Tổ quốc dẫy lên như đỉa phải vôi. Người dân Việt Nam có câu một miếng khi đói bằng một gói khi no. Vậy mà đã quá cúng 49 ngày cho 56 nạn nhân xấu số, nhưng số tiền hơn 100 tỷ đồng hỗ trợ của cộng đồng vẫn chưa tới được đến tay các gia đình nạn nhân của vụ cháy chung cư mini tại quận Thanh Xuân, Hà Nội. Được biết, nạn nhân vụ cháy đang ở trong tình trạng bi đát tận cùng, khi tài sản của họ bị mất sạch, chỉ còn hai bàn tay trắng, tất cả phải đi ở nhờ. Hy vọng và mong mỏi nhiều nhất của họ là trông chờ vào số tiền hỗ trợ vẫn còn nằm trong tay chính quyền của thủ đô Hà Nội. 132 tỷ đồng chưa đến tay nạn nhân vụ cháy, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam nói chưa phải là muộn. Dư luận vô cùng bức xúc về sự quá chậm trễ trong việc phân bổ số tiền hơn 100 tỷ đồng để hỗ trợ các nạn nhân của các cấp chính quyền. Mới nhất, bà Trương Thị Ngọc Ánh, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam nói đã tiếp nhận hơn 130 tỷ đồng từ các tổ chức và cá nhân hỗ trợ nạn nhân vụ cháy, nhưng đến nay chỉ mới giải ngân được khoảng hơn 9 tỷ đồng. Tờ báo Dân Việt vào ngày 31 tháng 10 trong bản tin với tiêu đề 132 tỷ đồng chưa đến tay nạn nhân vụ cháy, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam nói chưa muộn, đã dẫn lời bà Trương Thị Ngọc Ánh cho biết như sau. Theo tôi thấy cũng không phải là lâu lâu, sự cố xảy ra từ tháng 9, bây giờ cuối tháng 10, cần rà soát kỹ danh sách những người bị ảnh hưởng, phân loại các nhóm để đảm bảo mức hỗ trợ, nên với thời gian hơn một tháng không phải là lâu. Dư luận thấy rằng đây là một phát biểu mang sự vô cảm, vô trách nhiệm và bất nhẫn của một lãnh đạo của chính quyền không thể chấp nhận được. Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, bà Trương Thị Ngọc Ánh. Trước đó, trả lời báo chí về việc này, đại biểu Quốc hội Trương Xuân Cử tại Hà Nội nhìn nhận, việc chậm chi tiền hỗ trợ cho các nạn nhân là thiếu trách nhiệm, không thể để số tiền ủng hộ lớn như vậy nhàn rỗi cho được. Trên trang Facebook cá nhân, luật sư Trần Đình Dũng bình luận, xin thưa với bà Phó Chủ tịch, lâu dài là cho đến khi nào, trong khi 56 người chết cháy và hàng trăm con người khác không chết nhưng bị thương và gặp cảnh gia đình tan tóc, khốn khó. Đồng tiền của người ta gửi cho mặt trận là sự ủy quyền, nhờ mặt trận giao tới cho gia đình các nạn nhân vụ cháy. Vậy thì phải cấp tốc kịp thời chuyển cho họ, mặt trận sao phải lâu dài làm cái gì? Dư luận cho rằng, tại sao không lập tức lấy tổng 132 tỷ đồng này để chia đều cho tổng số nạn nhân bị thiệt hại, chỉ để lại một phần nhỏ có thể điều chỉnh về sau nếu cần thiết? Phải chăng các cơ quan, ban ngành của chính quyền đang định chơi chiêu để lâu thì cứ trầu hóa buồn? Hay học tập theo gương Danh Hải Hoài Linh, quên luôn 14 tỷ tiền quyên góp từ thiện trong đợt bão lũ ở miền Trung vào năm 2020. Facebook Võ Trần Phương Thảo trên trang cá nhân đã cảm thán như sau. Đã gần dỗ 49 ngày của nạn nhân cháy chung cư mini ở Hà Nội, nhưng nạn nhân và thân nhân họ chưa nhận được những đồng tiền cứu mang của tôi và đồng bào gửi ủy thác. Tiền của chúng ta chứ không phải của nhà nước, của mặt trận tổ quốc. Khi gửi, chúng ta đều mong mỏi những đồng tiền đó đến được và đến nhanh để hỗ trợ khó khăn, xoa dịu nỗi đau của đồng bào của mình. Công luận hỏi các đại biểu Quốc hội đang ở đâu đây? Nhưng không, nó vẫn được gửi tiết kiệm để lấy lãi, trong khi những nạn nhân đó vẫn phải thuê nhà để ở, vẫn phải mua thuốc thang để phục hồi vết thương bằng tiền vay nặng lãi từ xã hội đen. Mặt trận Tổ quốc họ vô cảm hơn cả bọn cho vay nặng lãi khi người dân tai nạn thê thảm. Chốt lại, một lũ vô cảm, không tình người, không khác gì bọn nghệ sĩ bẩn ăn chặn tiền từ thiện bị phanh phùi. Công luận thấy rằng cái lập luận không phải là lâu nay nghe sao lại quen quen. Vì đây từng là lập luận khiến dư luận dậy sóng vào năm 2021 sau khi phát hiện nghệ sĩ Hoài Linh ngâm số tiền từ thiện
14 tỷ mà người hâm mộ gửi Hoài Linh để chuyển tới đồng bào và nạn nhân lũ lụt sau suốt nửa năm. Bây giờ nghe bà Trương Thị Ngọc Ánh phát biểu mà lại thấy buồn cười. Nhưng đây là Phó Chủ tịch Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, chứ có phải là anh Hề đâu kia chứ. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Thời báo .d với bản tin nuốt tiền hỗ trợ cháy chung cư không trôi, lãnh đạo Mặt trận Tổ quốc dãy như lìa phải vôi vậy. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo .d để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo .d.